Chú quán ơi.
Vừa ăn chó mà vừa thua luôn.
bao giờ kịp. Cái này là chú chị còn chú kia nó kẹp. Đó là gì đó là gì đâu rồi. Cái này là chú chị còn chú kia nó kẹp. Người ta cũng khó, không có gì khác. Bọn chốt á, không bọn chốt mà hoài. Cái này là chú chị còn chú kia nó. Sai gấp đôi đúng không? Sai gấp đôi đúng không? Ok. Nói với con cãi rồi. Không, sai gấp đôi. Ok. Bây giờ nói sai gấp đôi. Không, sai gấp đôi. Đúng rồi. Bây giờ sai gấp đôi. Dạ, dạ.
Các bạn có bảo là sai gấp đôi. Mình lên nói chuyện. Ai biết sai, ai biết đúng. Chúng tôi là phát hiện. Chúng tôi gấp đôi. Chúng tôi làm sai gấp đôi. Chúng tôi. Vâng, vâng. Mình nói là có đấy nữa chưa sao mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Em bùi đi. Đúng rồi. Bây giờ là sao? Bây giờ đâu gấp đôi, sao giờ sao vậy? Chỉ còn sai gấp đôi, sai gấp đôi. Tôi đúng mà tự không sai. Không sai, 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 không chưa cho đúng rồi, 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 đúng Thank you.
ăn nó quan trọng đấy. Không, hay luôn. Tiếng này mà
ba này. Mà không có đủ tuổi, không đủ trình độ luôn. Quá là quá là anh kết.